Trên trái đất đã từng xuất hiện một nhóm siêu nhân gao cực mạnh, siêu nhân gao đỏ Suga, siêu nhân gao vàng Khá Bảnh, siêu nhân gao xanh Vanh, siêu nhân gao đen Tiểu Bảo Bảo, siêu nhân gao trắng Thơ Nguyễn. Bọn họ đã tiêu diệt hàng trăm yêu quái. Nhưng rồi, trong một cuộc chiến với tên trùm quái vật Joker, bọn họ đã trúng phải gian kế bỉ ổi của tên trùm quái vật Joker, rồi họ bị mất tích một cách bí ẩn. Từ đó, không còn có những siêu nhân gao, bọn yêu quái, tác oai tác quái, gây ra biết bao nhiêu tội ác khắp nơi. Xin chào các em, hôm nay thầy mời các em đến đây là vì có một việc rất là quan trọng. Như các em đã biết, từ ngày nhóm siêu nhân gao của chúng ta mất tích một cách bí ẩn, không còn ai có thể chống lại được bọn quái vật nữa. Nếu cứ như vậy, e rằng trái đất của chúng ta sẽ bị diệt vong. Dạ thưa thầy, bọn em có thể giúp gì được ạ? Hôm nay, thầy tập trung các em ở đây cũng là vì việc này. Thầy đã tìm ra một cách có thể cứu được trái đất. Theo một tài liệu cổ xưa, trước khi các siêu thú gao xuất hiện thì đã tồn tại 5 siêu thú khác có sức mạnh tương đương. Người ta gọi chúng là những siêu thú cuồng phong. Cũng giống như 5 thanh kiếm triệu hồi siêu thú gao thì cũng có 5 thanh kiếm triệu hồi siêu thú cuồng phong. Tuy nhiên, 5 thanh kiếm này hiện đang được dòng thần canh giữ. Những ai muốn có được 5 thanh kiếm này phải bước qua được ngọn lửa thiêng của dòng thần. Và chỉ những ai có lòng dũng cảm và tinh thần chính nghĩa mới có thể sống sót qua được ngọn lửa đó. Thầy nghĩ 5 người bọn em chính là những người thích hợp nhất. Tuy nhiên, việc này rất là nguy hiểm, có thể mất mạng. Nếu các em không muốn làm thì cũng không sao đâu. Dạ thưa thầy, chỉ cần có được sức mạnh bảo vệ mọi người và trái đất khỏi bọn quái vật thì dù có phải mất mạng, bọn em cũng làm ạ. Đúng vậy thưa thầy, bọn em đã sẵn sàng. Được, tốt lắm. Đây là bản đồ nơi dòng thần canh giữ 5 thanh kiếm triệu hồi siêu thú cuồng phong. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, các em hãy lên đường ngay đi. Đây rồi, đây chính là hang động của dòng thần. Lũ người kia, tại sao các ngươi dám xâm phạm vào thánh địa của ta? Các ngươi sẽ phải trả giá. Khoan đã thưa dòng thần, ngoài kia lũ quái vật đang xâm chiếm khắp nơi, gây ra biết bao nhiêu là tội ác. Xin ngài hãy cho bọn tôi mượn 5 thanh kiếm triệu hồi siêu nhân cuồng phong. Sau khi tiêu diệt xong lũ quái vật, chúng tôi sẽ trả lại kiếm cho ngài và nguyện dâng mạng sống của chúng tôi cho ngài. Các ngươi thật sự không sợ chết sao? Chúng tôi không sợ. Được, nếu như các ngươi có thể sống sót qua được ngọn lửa thiêng của ta thì ta sẽ cho các ngươi mượn những thanh kiếm triệu hồi siêu thú cuồng phong. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên, vận mệnh trái đất đang nằm trong tay chúng ta. Hoan hô, chúng ta sống rồi. Giỏi lắm các bạn trẻ, các bạn đúng là những người dũng cảm và chính nghĩa. Tôi xin lỗi vì đã trách lầm các bạn. Đây là 5 thanh kiếm triệu hồi siêu thú cuồng phong, các bạn rất xứng đáng sở hữu chúng. Cảm ơn dòng thần, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Xin tạm biệt dòng thần, chúng tôi đi đây. He he he, kể từ khi không còn những tên siêu nhân gao, bọn ta tha hồ tàn phá trái đất khắp nơi mà chẳng sợ gì hết. Cứ đà này, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi là bọn ta đã tiêu diệt được toàn bộ trái đất rồi. Dừng tay này. Hả? Là một đám siêu nhân gao nữa sao? Các ngươi là ai? Bọn ta là những siêu nhân cuồng phong bảo vệ trái đất. Siêu nhân đỏ, vua sư tử. Siêu nhân vàng, vua đại bàng. Siêu nhân xanh, vua ca mập. Siêu nhân đen, vua bò rừng. Siêu nhân trắng, vua hổ trắng. Hay à! Vậy là chúng ta đã tiêu diệt được toàn bộ đám quái vật tay sai của Joker rồi. Giờ chỉ còn tên trùm quái vật Joker thôi. Chúng ta phải tìm và tiêu diệt hắn trước khi hắn nghĩ ra được quỷ kế gì đó chống lại chúng ta. Hừ, ta đã vất vả lắm mới có thể tiêu diệt được lũ siêu nhân gao, thì lại xuất hiện bọn siêu nhân cuồng phong này. Bọn chúng nghĩ có thể tiêu diệt được ta sao? Đừng có hòng. Ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt bọn chúng rồi.
Các bạn ơi, từ lúc trở thành siêu nhân đại bàng, tớ có thể nói chuyện được với những loài chim. Bọn nó đã nói cho tớ biết nơi trú ẩn của tên trùm quái vật Joker rồi. Hắn đang trốn trong khu rừng bí mật. Vậy thì hay quá, chúng ta hãy mau tới và tiêu diệt hắn thôi. Có tín hiệu quái vật sao? Không thể nào, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ đám tay chân của hắn rồi mà. Đúng vậy, thật là kỳ lạ. Chúng ta hãy mau tới đó xem sao. Bọn quái vật kia, mau dừng tay lại. Các người là ai? Hả? Tại sao lại là các cậu? Các người nhận ra rồi đúng không? Bọn ta chính là biệt đội siêu nhân Gao. Gao đỏ, vua sư tử. Gao vàng, vua đại bàng. Gao xanh, vua ca mập. Gao trắng, lư vương hổ trắng. Bọn ta giờ đây đã trở thành tay chân của trùm quái vật Joker rồi. Dừng lại đi các bạn. Joker là kẻ xấu. Tại sao các bạn lại nắm như vậy? Bởi vì bọn ta cũng muốn trở thành bá chủ của thế giới, giống như Joker. Không giống như lũ người yếu đuối kia, bọn ta là những siêu nhân Gao, mang sức mạnh. Các ngươi cũng có chút sức mạnh, hay là các ngươi hãy đầu hàng ngài Joker đi. Như vậy, bọn ta sẽ tha chết cho. Các bạn ơi, có gì đó không ổn rồi. Hình như các bạn ấy đã bị tên Joker tẩy não rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Bọn họ là những bạn của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào tiêu diệt bọn họ được. Các ngươi không chịu đầu hàng sao? Được, vậy hãy chịu chết đi. Triệu hồi siêu thú sư tử. Triệu hồi siêu thú đại bàng. Triệu hồi siêu thú cá mập. Triệu hồi siêu thú bò rừng. Triệu hồi siêu thú hổ trắng. Siêu nhân Gao siêu cấp, biến hình. Triệu hồi siêu nhân cuồng phong, siêu cấp, biến hình. Hay ya! Ha ha ha, các người quá yếu đuối, hãy xem sức mạnh của ta đây. Hay ya! Bọn họ mạnh quá, hơn nữa, bọn họ lại là bạn của chúng ta. Chúng ta không thể nào dốc toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt bọn họ được. Vậy không còn cách nào khác sao? Chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? He he he, đúng là như vậy. Các ngươi hãy chết đi. Các bạn ơi, bọn chúng không phải là những siêu nhân Gao đâu. Bọn chúng chính là do tên Joker giả dạng đó. Chính hắn đã lấy những thanh kiếm triệu hồi siêu thú Gao của bọn tớ, sau đó giả dạng thành bọn tớ. Bọn tớ bị hắn nhốt trong ngục tối. May mà bọn tớ may mắn thoát được. Giờ các bạn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh được rồi. Hay quá các bạn ơi, chúng ta hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Lốc xoáy cuồng phong. Hay ya! Đúng thật là Joker. Hắn đã phân thân thành 5 bản sao, giả dạng làm 5 siêu nhân Gao. Suýt chút nữa thì bọn ta đã bị hắn lừa và bị hắn tiêu diệt. Joker, kế hoạch của ngươi đã bị phá sản rồi. Ngươi hãy mau chịu chết đi. He he he, các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng rồi sao? Các ngươi có biết tại sao lần trước ta lại có thể đánh bại được lũ siêu nhân Gao không? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh tối thượng của ta. Hay ya! Joker khổng lồ. Ha ha ha, lũ siêu nhân Gao còn bị ta đánh bại. Các ngươi nghĩ lũ siêu nhân cuồng phong yếu đuối các ngươi sẽ thắng được ta ư? Tất nhiên là được chứ. Đâu chỉ có bọn họ, ngươi quên còn bọn ta rồi sao? Hả? Tại sao các ngươi lại lấy lại được những thanh kiếm triệu hồi siêu thú? Đúng vậy, sau khi ngươi giả dạng làm bọn ta và bị đánh bại, thì kiếm triệu hồi siêu thú đã tự động trở về với bọn ta. Siêu nhân Gao biến hình. Gao đỏ, vua sư tử. Gao vàng, vua đại bàng. Gao xanh, vua cá mập. Gao đen, vua bò rừng. Gao trắng, lữ vương hổ trắng. Siêu nhân Gao siêu cấp, biến hình. Các bạn siêu nhân cuồng phong, hãy hợp sức với bọn tôi. Được, chúng ta hãy hợp sức. Hay ya! Cuối cùng, Joker đã bị đánh bại và trái đất một lần nữa lại được an toàn và hòa bình. Nhiệm vụ bảo vệ trái đất được giao lại cho những siêu nhân Gao.
bọn tôi mang trả lại những thanh kiếm siêu nhân cuồng phong cho dòng thần. Dòng thần nói, bất cứ lúc nào bọn tôi cần thì có thể tới đó, dòng thần sẽ lại cho bọn tôi mượn. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2, sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.